Xin chào quý vị và các bạn. Với slogan Your Comfort, Our Mission, điều hòa Casper luôn trang bị cho sản phẩm của mình những tính năng ưu việt và thông minh nhất nhằm đem lại cảm xúc dễ chịu và thoải mái nhất cho người sử dụng. Nhưng tuy nhiên, do nhiều người bán hàng điều hòa, họ không giới thiệu kỹ các tính năng và chế độ hoạt động của điều hòa Casper, cũng như người tiêu dùng Việt Nam thường không có thói quen đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Vì vậy, có một tính năng thông minh nhất của điều hòa Casper mà nhiều người quên không sử dụng đến, đó là chức năng Smart chỉ thông qua một phím bấm. Khi bạn bấm phím Smart, nếu là điều hòa 2 chiều lạnh sưởi, điều hòa sẽ cảm biến nhận biết nhiệt độ trong phòng để tự động điều chỉnh cơ chế hoạt động tối ưu nhất. Cụ thể, nếu nhiệt độ trong phòng dưới 21 độ C, máy chỉ chạy chế độ sưởi ấm ở mức 22 độ. Nếu nhiệt độ trong phòng trong khoảng từ 21 đến 23 độ C, điều hòa chỉ chạy quạt gió tạo sự lưu thông không khí. Còn nếu nhiệt độ phòng trong khoảng từ 23 đến 26 độ C, điều hòa chạy chế độ hút ẩm. Khi độ ẩm giảm, bạn sẽ có cảm giác tương tự như việc nhiệt độ phòng giảm thêm 2 độ C. Còn nếu nhiệt độ phòng trên 26 độ, điều hòa sẽ tự động chạy chế độ làm lạnh ở mức 26 độ C. Còn trong trường hợp điều hòa nhà bạn là máy một chiều lạnh, nếu nhiệt độ phòng dưới 23 độ C, máy chỉ chạy quạt gió. Nếu nhiệt độ phòng từ 23 đến 26 độ, điều hòa tự chạy chế độ khử ẩm giúp bạn cảm thấy như được giảm thêm 2 độ C chỉ sau 3 phút. Còn nếu nhiệt độ phòng trên 26 độ C, điều hòa tự chạy chế độ làm lạnh và cài đặt ở mức 26 độ C. Vậy là chỉ thông qua một phím bấm Smart, bạn đã ra lệnh cho điều hòa Casper tạo cảm xúc thoải mái và dễ chịu nhất cho người sử dụng. Để được tư vấn mua sắm cũng như hợp tác kinh doanh các sản phẩm điều hòa không khí Casper, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.